Sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm và chúc Tết Công an thành phố. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liệu. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Công an thành phố trong năm qua. Năm 2022, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều khó khăn thách thức, tác động đến an ninh trật tự, nhưng Công an thành phố vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt xa yêu cầu của thành phố đề ra, nhất là xử lý tốt các vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, khẳng định được lòng tin của nhân dân đối với Công an thành phố. Năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố rất tin tưởng vào lực lượng Công an Đà Nẵng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là được tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc đến các lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an và gia đình một xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, đồng thời đề nghị Công an thành phố tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và hứa sẽ quyết tâm thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng giao phó.